Chào mọi người đã đến với chương trình radio Tĩnh Nguyện Buổi Sáng. Mỗi buổi sáng thì lại mới luôn sự thành tín Ngài là lớn lắm. Lời Chúa là thức ăn thuộc linh cho chúng ta mỗi ngày, để đắc thắng cám dỗ, tội lỗi xác thịt xung quanh chúng ta. Ngài bổ lại linh hồn bạn, dẫn bạn vào các lối công bình. Vì cớ danh Ngài, Chúa thêm sức mới cho bạn, Chúa thêm lên cho bạn đức tin. Mỗi ngày càng gần Chúa và giống Chúa hơn, và có mối quan hệ mật thiết với Chúa mỗi ngày. Chúa yêu bạn rất nhiều. Sách thứ nhì các vua, chương 1. Sau khi Ahab băng hà, dân Moab phản nghịch cùng Israel. Achasia té ngang qua sông lầu mình tại Samari, và vì cớ ấy mang bệnh. Người bèn sai sứ giả đi mà dặn rằng: hãy đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn, đặng cho biết ta sẽ lành bệnh này chăng. Nhưng thiên sứ của Đức Giê-hô-va phán với Ê-li người Thi-sê-be rằng: hãy trỗi dậy, đi lên đón các sứ giả của vua Samari và nói với họ rằng: trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn? Bởi cớ đó Đức Giê-hô-va phán như vậy: ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Đoạn Ê-li đi. Các sứ giả trở về cùng Achasia. Người hỏi rằng: vì sao các ngươi trở về? Chúng thưa rằng: có một người đi lên đón chúng tôi và nói với chúng tôi rằng: hãy trở về cùng vua đã sai các ngươi và nói với người rằng: Đức Giê-hô-va đã phán như vậy: trong Israel há không có Đức Chúa Trời sao, nên ngươi sai đi cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn? Bởi cớ đó ngươi sẽ không xuống khỏi giường mà ngươi đã lên, nhưng hẳn sẽ chết. Vua bèn hỏi họ rằng: người đi lên đón các ngươi và nói những lời ấy ra sao? Chúng thưa: người đó mặc áo lông và thắt lưng bằng dây da. Vua nói rằng: ấy là Ê-li người Thi-sê-be. Vua bèn sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình lên cùng Ê-li. Vả, Ê-li đang ngồi trên chót gò. Quan cai nói với người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua đòi ông xuống. Nhưng Ê-li đáp cùng quan cai 50 lính rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi luôn với 50 lính của ngươi đi. Lửa từ trên trời liền giáng xuống thiêu đốt quan cai và 50 lính của người. Achasia lại sai đến Ê-li một quan cai 50 lính khác đi với 50 lính người. Quan này nói với Ê-li rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, vua phán như vậy, hãy mau mau xuống. Nhưng Ê-li đáp với người rằng: nếu ta là người của Đức Chúa Trời, nguyện lửa từ trên trời giáng xuống thiêu đốt ngươi với 50 lính của ngươi đi. Lửa của Đức Chúa Trời liền từ trời giáng xuống thiêu đốt quan cai với 50 lính của người. Achasia lại sai một quan cai 50 lính đi với 50 lính mình. Quan cai này lên đến quỳ gối xuống trước mặt Ê-li cầu xin người rằng: hỡi người của Đức Chúa Trời, xin ông xem quý trọng mạng sống của tôi và mạng sống của 50 người này là kẻ tôi tớ ông. Kìa, lửa đã giáng từ trời thiêu nuốt hai quan cai 50 lính trước và 50 lính của họ. Nhưng bây giờ xin xem mạng sống tôi là quý trọng trước mặt ông. Thiên sứ của Đức Giê-hô-va nói cùng Ê-li rằng: hãy đi xuống với người chớ sợ chi. Vậy Ê-li trỗi dậy đi xuống với quan cai đến cùng vua. Người nói với vua rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy: bởi vì ngươi có sai sứ giả đến cầu vấn ba anh Sê-buộc thần của Ec-rôn, há trong Israel chẳng có Đức Chúa Trời để cầu vấn sao? Nên ngươi sẽ không xuống khỏi giường ngươi đã trèo lên, vì ngươi chắc sẽ quả chết. Vậy Achasia thác theo như lời Đức Giê-hô-va đã cậy Ê-li mà phán ra. Joram kế vị cho người, nhằm năm thứ nhì của Joram con trai Josaphat vua Juda, bởi vì Achasia không có con trai. Các công việc khác của Achasia đã làm đều chép trong sách sử ký về các vua Israel. Chương 2. Khi Đức Giê-hô-va muốn đem Ê-li lên trời trong một cơn gió lốc,
Eli và Elise ở Gingan đi ra. Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Bê-tên." Elise thưa với người rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy." Như vậy, hai người đi xuống Bê-tên. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Bê-tên đến nói với Elise rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất Thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi hãy làm thinh đi." Eli nói với Elise rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Jericho." Elise lại thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy." Như vậy, hai người đi đến Jericho. Các môn đồ của những tiên tri ở tại Jericho đến gần Elise nói với người rằng: "Anh có biết rằng ngày nay Đức Giê-hô-va sẽ cất Thầy của anh lên khỏi anh chăng?" Người đáp: "Phải, ta biết. Các ngươi hãy làm thinh đi." Eli nói với người rằng: "Ta xin ngươi hãy ở đây, vì Đức Giê-hô-va sai ta đi đến Giô-đan." Elise thưa rằng: "Tôi chỉ Đức Giê-hô-va hằng sống và chỉ mạng sống Thầy mà thề rằng, tôi chẳng hề lìa khỏi Thầy." Như vậy, hai người cứ đi với nhau. Có 50 người trong các môn đồ của những tiên tri đi theo, đứng cách xa, đối ngang Giô-đan. Còn Eli và Elise đứng lại tại mé sông. Eli bèn lấy áo tơi mình, cuốn lại đập trên nước. Nước bèn rẽ ra hai bên, và hai người đều đi ngang qua trên đất khô. Khi đi qua rồi, Eli nói với Elise rằng: "Hãy xin điều ngươi muốn ta làm cho ngươi trước khi ta được cất lên khỏi ngươi." Elise thưa rằng: "Nguyện xin thần của Thầy cảm động tôi được bội phần." Eli nói với người rằng: "Ngươi cầu xin một sự khó. Song, nếu ngươi thấy ta lúc ta được cất lên khỏi ngươi, ắt sẽ được như lời, bằng chẳng thì không được." Hai người cứ vừa đi vừa nói với nhau. Kìa, có một cái xe lửa và ngựa lửa phân rẽ hai người. Eli lên trời trong một cơn gió lốc. Elise nhìn thấy bèn la lên rằng: "Cha tôi ơi, cha tôi ơi, là xe và lính kỵ của Israel." Đoạn, Elise không còn thấy người nữa. Rồi người nắm áo mình, xé ra làm hai mảnh. Elise bèn lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống trở về, đứng tại trên mé Giô-đan. Người lấy cái áo tơi đã ở nơi mình Eli rơi xuống đập nước và nói rằng: "Giê-hô-va Đức Chúa Trời của Eli ở đâu?" Khi người đã đập nước rồi, nước bèn rẽ ra hai bên và Elise đi ngang qua. Khi các môn đồ có những tiên tri ở Jericho đối ngang Giô-đan thấy Elise thì nói rằng: "Thần Eli đổ trên Elise." Họ đến đón người, sấp mình xuống đất trước mặt người và nói với người rằng: "Tại đây, giữa các tôi tớ Thầy, có 50 người mạnh dạn. Hãy cho phép họ đi tìm chủ Thầy. Có lẽ thần của Đức Giê-hô-va đem người đi, ném trên núi nào hay là trong trũng nào chăng?" Elise đáp: "Chớ sai họ đi." Nhưng chúng nài ép người đến đổi người xấu hổ bèn nói rằng: "Hãy sai họ đi đi." Chúng liền sai 50 người đi tìm Eli trong 3 ngày mà tìm chẳng đặng. Chúng trở về. Elise vẫn ở tại Jericho. Người bèn nói với họ rằng: "Ta há chẳng bảo các ngươi chớ có đi sao?" Dân cư của Jericho nói cùng Elise rằng: "Chỗ xây cất thành này tốt lắm, y như Chúa tôi thấy, nhưng nước thì độc và đất thì chai." Người đáp: "Hãy đem cho ta một cái bình mới và đựng muối ở trong."
chúng đem bình đến cho người. Người bèn đi đến nguồn nước, đổ muối xuống nước mà nói rằng: Đức Giê-hô-va phán như vậy, ta đã chữa lành cho nước này, tự nó sẽ chẳng còn gây ra sự chết hoặc sự nâng nữa. Vậy, theo lời của Elise phán ra, nước được chữa lành còn đến ngày nay. Từ đó, Elise đi lên Bê-tên. Đang đi dọc đường, có những trẻ con trai ở thành ra nhạo báng người mà rằng: Ớ lão trọc hãy lên, ớ lão trọc hãy lên. Người xây lại, ngó chúng nó và nhân danh Đức Giê-hô-va mà rủa sả chúng nó. Liền có hai con gấu cái ra khỏi rừng, cấu xé 42 đứa trong bọn chúng nó. Từ đó, Elise đi đến núi Cạc-mên, đoạn từ nơi ấy, người trở về Samari. Chương 8. Kế đó, Đức Chúa Giê-xu đi thành này đến thành kia, làng này đến làng khác, giảng dạy và rao truyền tin lành của nước Đức Chúa Trời. Có 12 sứ đồ ở với Ngài. Cũng có mấy người đàn bà đi theo Ngài là những người đã được cứu khỏi quỷ dữ và chữa khỏi bệnh. Mary gọi là Madeleine, từ người bảy quỷ dữ đã ra. Giannơ vợ Chusa là quan nội vụ của vua Herod. Susanna và nhiều người khác nữa giúp của cải cho Ngài. Khi có đoàn dân đông nhóm lại và người hết thảy các thành đều đến cùng Ngài, thì Ngài lấy thí dụ mà phán cùng họ rằng: Người gieo đi ra để gieo giống mình. Khi vải giống, một phần giống rơi ra dọc đường bị giày đạp và chim trời xuống ăn hết. Một phần khác rơi ra nơi đất đá sỏi, khi mới mọc lên liền héo đi vì không có hơi ẩm. Một phần khác rơi vào bụi gai, gai mọc lên với hột giống làm cho nghẹt ngòi. Lại có một phần khác rơi xuống nơi đất tốt thì mọc lên và kết quả một thành trăm. Đương phán mấy lời đó, Ngài kêu lên rằng: Ai có tai mà nghe, hãy nghe. Môn đồ hỏi Ngài thí dụ ấy có nghĩa gì. Ngài đáp rằng: Đã ban cho các ngươi được biết những sự mầu nhiệm nước Đức Chúa Trời, song với kẻ khác thì dùng thí dụ mà nói, để họ xem mà không thấy, nghe mà không hiểu. Này, lời thí dụ đó nghĩa như vậy: Hột giống là đạo Đức Chúa Trời. Phần rơi ra dọc đường là những kẻ đã nghe đạo, nhưng về sau ma quỷ đến cướp lấy đạo từ trong lòng họ, e rằng họ tin mà được cứu chăng. Phần rơi ra đất đá sỏi là kẻ nghe đạo bèn vui mừng chịu lấy, nhưng họ không có rễ, chỉ tin tạm mà thôi. Nên khi sự thử thách xảy đến thì họ tháo lui. Phần rơi vào bụi gai là những kẻ đã nghe đạo, nhưng rồi đi, để cho sự lo lắng, giàu sang, sung sướng đời này làm cho đạo phải nghẹt ngòi, đến nỗi không sanh trái nào được chín. Song phần rơi vào nơi đất tốt là kẻ có lấy lòng thật thà tử tế nghe đạo, gìn giữ và kết quả một cách bền lòng. Không ai đã thắp đèn lại lấy thùng úp lại, hay là để dưới giường, nhưng để trên chân đèn hầu cho ai vào nhà đều thấy sáng. Thật, không có điều gì kín mà không phải lộ ra, không có điều gì giấu mà chẳng bị biết và tỏ ra. Vậy, hãy coi chừng về cách các ngươi nghe, vì kẻ đã có sẽ cho thêm, kẻ không có sẽ cất lấy sự họ tưởng mình có. Mẹ và anh em Đức Chúa Giê-xu đến tìm Ngài, song vì người ta đông lắm nên không đến gần Ngài được. Vậy có kẻ báo cho Ngài biết rằng mẹ và anh em thầy ở ngoài muốn thấy thầy. Nhưng Ngài đáp rằng: Mẹ ta và anh em ta là kẻ nghe đạo Đức Chúa Trời và làm theo đạo ấy. Một ngày kia, Ngài xuống thuyền với môn đồ mà phán rằng: Hãy qua bên kia hồ, rồi đi. Khi thuyền đương chạy thì Ngài ngủ. Có cơn bão nổi lên trong hồ, nước vào đầy thuyền, đương nguy hiểm lắm. Môn đồ bèn đến thức Ngài dậy rằng: thầy ơi, chúng ta chết. Nhưng Ngài vừa thức dậy khiến gió và sóng phải bình tĩnh, thì liền bình tĩnh và yên lặng như tờ. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Đức tin các ngươi ở đâu? Môn đồ sợ hãi và bỡ ngỡ nói với nhau rằng: Người này là ai khiến đến gió và nước mà cũng phải vâng lời người?
kế đó ghé vào đất của dân Gerase, ngang xứ Galilee. Khi Đức Chúa Giêsu lên bờ, có một người ở thành ấy bị nhiều quỷ ám đi gặp Ngài. Đã lâu nay người không mặc áo, không ở nhà, song ở nơi mồ mả. Người ấy vừa thấy Đức Chúa Giêsu thì la lên inh ỏi và đến gieo mình nơi chân Ngài, nói lớn tiếng rằng: Lạy Đức Chúa Giêsu, Con Đức Chúa Trời rất cao, tôi với Ngài có sự chi chăng? Tôi cầu xin Ngài đừng làm khổ tôi. Vì Đức Chúa Giêsu đang truyền cho tà ma phải ra khỏi người đó mà nó ám đã lâu. Dầu họ giữ người xiềng và còng chân lại, người cứ bẻ xiềng tháo còng và bị quỷ dữ đem vào nơi đồng vắng. Đức Chúa Giêsu hỏi người rằng: Mày tên gì? Người thưa rằng: Quân đội, vì nhiều quỷ đã ám vào người. Chúng nó bèn cầu xin Đức Chúa Giêsu đừng khiến mình xuống vực sâu. Vả ở đó có một bầy heo đông đương ăn trên núi. Các quỷ xin Đức Chúa Giêsu cho chúng nhập vào những heo ấy. Ngài bèn cho phép. Vậy các quỷ ra khỏi người đó, nhập vào bầy heo. Bầy heo từ trên bậc cao đâm đầu xuống hồ và chết chìm. Các kẻ chăn heo thấy vậy chạy trốn, đồn tin ấy ra trong thành và trong nhà quê. Thiên hạ bèn đổ ra xem việc mới xảy ra. Khi họ đến cùng Đức Chúa Giêsu, thấy người mà các quỷ mới ra khỏi ngồi dưới chân Đức Chúa Giêsu, mặc áo quần bộ tỉnh táo thì sợ hãi lắm. Những người đã xem thấy sự lạ đó thuật lại cho thiên hạ biết người bị quỷ ám được cứu khỏi thế nào. Hết hãy dân ở miền người Gerase xin Đức Chúa Giêsu lìa khỏi xứ họ vì họ sợ hãi lắm. Ngài bèn xuống thuyền trở về. Người đã khỏi những quỷ ám xin phép ở với Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu biểu về mà rằng: Hãy về nhà ngươi, thuật lại mọi điều Đức Chúa Trời đã làm cho ngươi. Vậy người ấy đi đồn khắp cả thành mọi điều Đức Chúa Giêsu đã làm cho mình. Khi trở về, có đoàn dân đông rước Ngài vì ai nấy cũng trông đợi Ngài. Có người ca nhà hội tên là Gia-ru đến sấp mình xuống nơi chân Đức Chúa Giêsu xin Ngài vào nhà mình, vì người có con gái một 12 tuổi gần chết. Khi Đức Chúa Giêsu đang đi, dân chúng lấn ép Ngài tứ phía. Bây giờ có một người đàn bà đau bệnh mất huyết 12 năm rồi, cũng đã tốn hết tiền của về thầy thuốc, không ai chữa lành được. Đến đằng sau Ngài, rờ trôn áo, tức thì huyết cầm lại. Đức Chúa Giêsu bèn phán rằng: Ai rờ đến ta? Ai nấy đều chối. Phi-e-rơ và những người đồng bạn thưa rằng: Thưa thầy, đoàn dân vây lấy và ép thầy. Đức Chúa Giêsu phán rằng: Có người đã rờ đến ta, vì ta nhận biết có quyền phép từ ta mà ra. Người đàn bà thấy mình không thể giấu được nữa thì run sợ đến sấp mình xuống nơi chân Ngài, tỏ thật trước mặt dân chúng vì cớ nào mình đã rờ đến và liền được lành làm sao. Nhưng Đức Chúa Giêsu phán rằng: Hỡi con gái ta, đức tin ngươi đã chữa lành ngươi, hãy đi cho bình an. Ngài còn đương phán: Có kẻ ở nhà người ca nhà hội đến nói với người rằng: Con gái ông chết rồi, đừng làm phiền thầy chi nữa. Song Đức Chúa Giêsu nghe vậy phán cùng Gia-ru rằng: Đừng sợ, hãy tin mà thôi, thì con ngươi sẽ được cứu. Khi đến nhà, Ngài chỉ cho Phi-e-rơ, Gia-cơ, Giăng và cha mẹ con ấy vào cùng Ngài. Ai nấy đều khóc lóc than vãn về con đó. Nhưng Ngài phán rằng: Đừng khóc, con này không phải chết, song nó ngủ. Họ biết nó thật chết rồi bèn nhạo báng Ngài. Nhưng Đức Chúa Giêsu cầm lấy tay con ấy, gọi lớn tiếng lên rằng: Con ơi, hãy chờ dậy. Thần linh bèn hoàn lại, con ấy chờ dậy liền, rồi Ngài truyền cho nó ăn. Cha mẹ nó lấy làm lạ, nhưng Ngài cấm nói lại sự xảy ra đó với ai. Chương 9. Đức Chúa Giêsu nhóm họp 12 sứ đồ, ban quyền năng phép tắc để trị quỷ chữa bệnh. Rồi Ngài sai đi rao giảng về nước Đức Chúa Trời cùng chữa lành kẻ có bệnh. Ngài dạy rằng: Đi đường, chớ đem gì theo hết, hoặc gậy, hoặc bao, hoặc bánh, hoặc tiền bạc. Cũng đừng đem hai áo. Hễ các ngươi vào nhà nào, hãy ở đó cho đến khi đi. Còn ai không tiếp rước các ngươi, hãy ra khỏi thành họ và phủi bụi chân mình để làm chứng nghịch cùng họ.
Vậy các sứ đồ ra đi, từ làng này tới làng kia, rao giảng tin lành khắp nơi và chữa lành người có bệnh. Bây giờ Herod là vua chư hầu, nghe nói về các việc xảy ra thì không biết nghĩ làm sao, vì kẻ này nói rằng dân đã từ kẻ chết sống lại, kẻ khác nói rằng Eli đã hiện ra, và kẻ khác nữa thì rằng một trong các đấng tiên tri đời xưa đã sống lại. Song Herod thì nói: Ta đã truyền chém dân rồi, vậy người này là ai mà ta nghe làm những việc dường ấy? Vua bèn tìm cách thấy Đức Chúa Giêsu. Các sứ đồ trở về trình cùng Đức Chúa Giêsu mọi việc mình đã làm. Ngài bèn đem các sứ đồ đi tẻ ra với mình đến gần thành kia gọi là Bethsaida. Nhưng dân chúng nghe vậy thì đi theo Ngài. Đức Chúa Giêsu tiếp đãi dân chúng, giảng cho họ về nước Đức Chúa Trời và chữa cho những kẻ cần được lành bệnh. Khi gần tối, 12 sứ đồ đến gần Ngài mà thưa rằng: Xin truyền cho dân chúng về để họ đến các làng các ấp xung quanh mà trọ và kiếm chi ăn, vì chúng ta ở đây là nơi vắng vẻ. Song Ngài phán rằng: Chính các ngươi hãy cho họ ăn. Các sứ đồ thưa rằng: Ví thử chính mình chúng tôi không đi mua đồ ăn cho hết thảy dân này thì chỉ có 5 cái bánh và 2 con cá mà thôi. Và bây giờ có độ 5.000 người nam ở đó. Ngài bèn phán cùng môn đồ rằng: Hãy biểu chúng ngồi từng hàng 50 người. Môn đồ làm theo lời, chúng ngồi xuống hết thảy. Đoạn Đức Chúa Giêsu lấy 5 cái bánh và 2 con cá, ngước mắt lên trời, chúc tạ, rồi bẻ ra trao cho môn đồ đặng phát cho đoàn dân. Ai nấy ăn no rồi, người ta thâu được 12 giỏ đầy những miếng thừa. Một ngày kia, Đức Chúa Giêsu đang cầu nguyện riêng, môn đồ nhóm lại xung quanh Ngài. Ngài hỏi rằng: Trong dân chúng họ nói ta là ai? Thưa rằng: Người này nói là Giăng Báp Tít, người kia nói là Eli, kẻ khác nói là một trong các đấng tiên tri đời xưa sống lại. Ngài lại hỏi rằng: Còn về phần các ngươi thì nói ta là ai? Phi-e-rơ thưa rằng: Thầy là đấng Christ của Đức Chúa Trời. Đức Chúa Giêsu nghiêm cấm môn đồ nói sự ấy với ai và phán thêm rằng: Con người phải chịu nhiều điều khốn khổ, phải bị các trưởng lão, các thầy tế lễ cả và các thầy thông giáo bỏ ra, phải bị giết, ngày thứ ba phải sống lại. Đoạn Ngài phán cùng mọi người rằng: Nếu ai muốn theo ta, phải tự bỏ mình đi, mỗi ngày vác thập tự giá mình mà theo ta. Vì ai muốn cứu sự sống mình thì sẽ mất, còn ai vì cớ ta mất sự sống thì sẽ cứu. Nếu ai được cả thiên hạ mà chính mình phải mất hoặc hư đi thì có ích gì? Vì nếu ai hổ thẹn về ta và lời ta thì con người sẽ hổ thẹn về họ khi Ngài ngự trong sự vinh hiển của mình, của Cha và của Thiên Sứ Thánh mà đến. Quả thật, ta nói cùng các ngươi, một vài người trong các ngươi đương đứng đây sẽ không chết trước khi chưa thấy nước Đức Chúa Trời. Độ 8 ngày sau khi phán các lời đó, Đức Chúa Giêsu đem Phi-e-rơ, Giăng và Gia-cơ đi với mình lên trên núi để cầu nguyện. Đang khi cầu nguyện, diện mạo Ngài khác thường, áo Ngài trở nên sắc trắng chói lòa. Và này, có hai người nói chuyện cùng Ngài, ấy là Môi-se và Ê-li hiện ra trong sự vinh hiển và nói về sự Ngài qua đời, là sự sẽ phải ứng nghiệm tại thành Jerusalem. Phi-e-rơ cùng đồng bạn mình buồn ngủ lắm, nhưng vừa tỉnh thức ra thấy vinh hiển của Đức Chúa Giêsu và hai đấng ấy đứng gần Ngài. Lúc hai đấng ấy lìa khỏi Đức Chúa Giêsu, Phi-e-rơ thưa Ngài rằng: Thưa Thầy, chúng ta ở đây tốt lắm. Hãy đóng 3 trại, một cái cho Thầy, một cái cho Môi-se và một cái cho Ê-li. Vì Phi-e-rơ không biết mình nói chi. Khi người còn đang nói, có một đám mây kéo đến bao phủ lấy, và khi vào trong đám mây, các môn đồ đều sợ hãi. Bây giờ nghe có tiếng từ trong đám mây phán ra rằng: Này là con ta, người được lựa chọn của ta, hãy nghe người. Khi tiếng ấy phát ra thì Đức Chúa Giêsu ở một mình. Các môn đồ nín lặng, không nói cùng ai về sự mình đã thấy. Bữa sau, khi Chúa cùng môn đồ từ núi xuống, có đoàn dân đông đến đón rước Ngài.
Một người trong đám đông kêu lên rằng: Lạy thầy, xin thầy nói đến con trai tôi, vì là con một tôi. Một quỷ ám nó, thình lình kêu la, quỷ vật vã nó dữ tợn, làm cho sôi bọt miếng mình mẩy nát hết rồi mới ra khỏi. Tôi đã xin môn đồ thầy đuổi quỷ đó, nhưng họ đuổi không được. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Hỡi dòng dõi không tin và bội nghịch kia, ta ở với các ngươi và nhịn các ngươi cho đến chừng nào? Hãy đem con của ngươi lại đây. Đứa con trai vừa lại gần, quỷ xô nó nhào xuống đất và vật vã dữ tợn. Xong Đức Chúa Giê-xu quở nặng tà ma, chữa lành con trẻ ấy và giao lại cho cha nó. Ai nấy đều lấy làm lạ về quyền phép cao trọng của Đức Chúa Trời. Khi mọi người đang khen lạ các việc Đức Chúa Giê-xu làm, Ngài phán cùng môn đồ rằng: Về phần các ngươi, hãy nghe kỹ điều ta sẽ nói cùng. Con người sẽ bị nộp trong tay người ta. Nhưng các môn đồ không hiểu lời ấy, vì đã che khuất cho mình để chẳng rõ nghĩa làm sao, và sợ không dám hỏi Ngài về lời ấy. Các môn đồ biện luận cùng nhau cho biết ai là lớn hơn hết trong hàng mình. Nhưng Đức Chúa Giê-xu biết ý tưởng trong lòng môn đồ, thì lấy một đứa con trẻ để gần mình mà phán rằng: Hễ ai vì danh ta mà tiếp con trẻ này, tức là tiếp ta. Còn ai tiếp ta, tức là tiếp đấng đã sai ta. Vì kẻ nào hèn mọn hơn hết trong vòng các ngươi, ấy chính người đó là kẻ cao trọng. Dân cất tiếng nói rằng: Thưa thầy, chúng tôi từng thấy có kẻ nhân danh thầy mà trừ quỷ, chúng tôi đã cấm họ vì không cùng chúng tôi theo thầy. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Đừng cấm họ, vì ai không nghịch cùng các ngươi là thuận các ngươi. Khi gần đến kỳ Đức Chúa Giê-xu được đem lên khỏi thế gian, Ngài quyết định đi thành Giê-ru-sa-lem. Ngài sai kẻ đem tin đi trước mình. Họ ra đi và một làng của người Samari để sửa soạn nhà trọ cho Ngài. Song người Samari không tiếp rước Ngài, vì Ngài đi thẳng lên thành Giê-ru-sa-lem. Gia-cơ và Giăng là môn đồ Ngài thấy vậy nói rằng: Thưa Chúa, Chúa có muốn chúng tôi khiến lửa từ trên trời xuống thiêu họ chăng? Nhưng Chúa Giê-xu xây lại quở hai người mà rằng: Các ngươi không biết tâm thần nào xui dục mình. Rồi Ngài cùng môn đồ đi qua làng khác. Đang khi đi đường, có kẻ thưa Ngài rằng: Chúa đi đâu, tôi sẽ theo đó. Đức Chúa Giê-xu đáp rằng: Con cáo có hang, chim trời có ổ, song con người không có chỗ mà gối đầu. Ngài phán cùng kẻ khác rằng: Ngươi hãy theo ta. Kẻ ấy thưa rằng: Xin cho phép tôi đi chôn cha tôi trước đã. Nhưng Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Hãy để kẻ chết chôn kẻ chết, còn ngươi hãy đi rao giảng nước Đức Chúa Trời. Có kẻ khác nữa thưa rằng: Lạy Chúa, tôi sẽ theo Chúa, song xin cho phép tôi trước về từ giã người trong nhà tôi. Đức Chúa Giê-xu phán rằng: Ai đã tra tay cầm cày còn ngó lại đằng sau thì không xứng đáng với nước Đức Chúa Trời. Thi Thiên 114. Khi Israel ra khỏi Ai Cập, nhà Gia-cốp lìa bỏ một dân nói tiếng lạ, thì Giu-đa trở nên đền thánh Ngài và Israel thành nước Ngài. Biển thấy sự ấy bèn chạy trốn, sông Giô-đanh chảy trở lại sau. Núi nhảy như chiên đực, nõng nhảy khác nào chiên con. Ớ biển, nhân sao ngươi chạy trốn? Ớ Giô-đanh, vì cớ gì mà ngươi chảy trở lại sau? Ớ núi, nhân sao ngươi nhảy như chiên đực? Ớ nõng, vì cớ gì mà ngươi nhảy như chiên con? Hỡi đất, hãy run rẩy trước mặt Chúa, trước mặt Đức Chúa Trời của Gia-cốp, là đấng biến hòn đá ra ao nước, đổi đá cứng thành nguồn nước. Cảm ơn Chúa lời của Ngài bày tỏ cho con. Thì giờ này chúng ta đến với Chúa trong sự cầu nguyện. Xin Thánh Linh Chúa, hãy bày tỏ cho con biết Ngài dạy dỗ hay ấn chứng cho con điều gì qua lời của Ngài. Xin lời của Ngài được linh hồn con ăn nuốt vào trong tấm lòng và tâm trí của con mỗi ngày thêm lên lời của Ngài, để linh hồn con được tăng trưởng, thêm lên đức tin đặt để nơi Ngài. Xin Chúa cho con biết về Ngài nhiều hơn và con khát khao mối quan hệ mật thiết với Ngài nhiều hơn. Lạy Chúa, con cảm ơn Ngài, mỗi ngày mới Ngài ban cho con hơi thở để tiếp tục sống trên đất này. Con nguyện huyết báo của Chúa Giê-xu Christ thanh tẩy, tẩy sạch, bôi xóa những suy nghĩ, tư tưởng, hành động trong tâm trí, trong tấm lòng của con như ấy là gian dâm, ô uế, lung tuồng, thờ hình tượng,
phù phép, thù oán, tranh đấu, ghen ghét, buồn, giận, cãi lẫy, bất bình, bè đảng, ganh ghét, say sưa, mê ăn uống, cùng các sự khác giống như vậy. Con nguyện xin dòng huyết báu của Ngài tẩy sạch bôi xóa sự xác thịt của con không đẹp lòng Ngài ra khỏi con ngay giờ này. Bây giờ con được thánh sạch đứng trước mặt Ngài. Chúa ơi, xin hãy cáo trách và thanh tẩy khi môi miệng con nói điều dơ dáy không đẹp lòng Ngài. Xin Chúa hãy thêm sức và hướng dẫn con ăn, hoặc uống, hay là làm sự chi khác, hãy vì sự vinh hiển Đức Chúa Trời mà làm. Xin Chúa thêm lên cho con đức tin để mỗi ngày con trông cậy nơi Chúa càng hơn. Xin Chúa thêm lên sự sức dầu trên con để con bày tỏ danh của Ngài trên chính đời sống hàng ngày của con, để con như muối của đất, ánh sáng của thế gian. Con nguyện Thánh Linh Đức Chúa Trời đổ đầy, đầy dẫy con Chúa ơi, những bông trái của Thánh Linh, ấy là lòng yêu thương, sự vui mừng, bình an nhịn nhục, nhân từ, hiền lành, trung tín, mềm mại, tiết độ đầy dẫy trên con. Con xin Chúa thêm sức mới, thêm đức tin cho con. Xin Chúa dẫn dắt con để con đắc thắng một ngày mới trong ngày. Con cảm ơn Chúa, con dâng mọi vinh hiển tôn quý lên ba ngôi Đức Chúa Trời toàn năng và phước hạnh con nhận lãnh từ nơi Ngài. Và con thành kính dâng lên Cha lời cầu nguyện trong danh Chúa Giêsu Christ. Amen. Cảm ơn bạn đã lắng nghe. Xin Thánh Linh Chúa cho sứ điệp này để khích lệ thêm động lực bạn bước đi với Chúa mỗi ngày. Mọi đóng góp ý kiến hay góp phần dâng hiến cho chương trình xin gửi về gmail.dưỡnglinhcơdoc2020a@gmail.com. Bạn ủng hộ chương trình bằng cách chia sẻ chương trình rộng rãi trên mạng Internet cộng đồng xã hội. Hẹn bạn dưỡng linh hàng ngày tiếp theo. Chúa yêu bạn rất nhiều.